Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 6 tháng 7 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng phản ánh về ngày làm việc thứ hai của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên, các cơ quan hữu quan trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, kỳ họp thông qua các nghị quyết quan trọng. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh bế mạc kỳ họp. Mở đầu là tin về Đảng ủy Công an Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 23 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 23 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường chỉ đạo của Đảng về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên. Trong 10 năm thực hiện chỉ thị số 23 của Ban Bí thư, lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện xử lý hơn 40 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền trên 27.000 tỷ đồng. Các giải pháp đồng bộ đã có phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Toàn quốc xảy ra trên 190.000 vụ tai nạn giao thông, làm chết trên 76.000 người và bị thương gần 166.000 người. Tại tỉnh Hưng Yên, trong 10 năm qua, xảy ra 1.733 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.278 người, bị thương 1.272 người. Số vụ tai nạn giao thông năm sau giảm so với năm trước. Để có được kết quả này là nhờ toàn hệ thống chính trị của tỉnh vào cuộc từ sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng đến chính quyền, lực lượng chức năng và ý thức của người tham gia giao thông được nâng lên. Hiệu quả công tác quản lý nhà nước và năng lực của đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và các lĩnh vực chuyên ngành giao thông vận tải. Có thể nói, Ban Bí thư ban hành chỉ thị số 23 nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới là rất kịp thời, qua đó góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tuy nhiên, qua 10 năm thực hiện chỉ thị số 23 của Ban Bí thư, vẫn còn có tình trạng cấp ủy chính quyền địa phương chưa quan tâm đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông còn nhiều bất cập, chưa xác định rõ trách nhiệm từng lĩnh vực, dẫn đến hiệu lực, hiệu quả. Hội nghị nhằm tổng kết đánh giá kết quả đạt được, những cách làm hay sáng tạo, chỉ thị của Ban Bí thư, phân tích làm rõ những vấn đề còn tồn tại, nhất là những khó khăn về pháp luật, cơ chế, chính sách, sự phối hợp, từ đó kiến nghị các giải pháp khắc phục, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới, tập trung nghiên cứu quán triệt triển khai nội dung chỉ thị 23 của Ban Bí thư, thảo luận các biện pháp để thực hiện hiệu quả mục tiêu yêu cầu của Ban Bí thư đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 17 bước sang ngày làm việc thứ hai. Trong phiên làm việc buổi sáng, các đại biểu chia 5 tổ thảo luận. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự thảo luận tại tổ số 2. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự thảo luận tại tổ số 3. Có 43 ý kiến phát biểu thảo luận về báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023, tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước, tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Báo cáo sự chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2023 và các tờ trình dự thảo nghị quyết của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung các báo cáo tờ trình tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, đại biểu cũng cho biết số liệu thu ngân sách trong báo cáo phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm của Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh chưa khớp với số liệu của Cục Thống kê, đề nghị tỉnh chỉ đạo rà soát để thống nhất số liệu, cần có giải pháp đảm bảo giá và nguồn cung vật liệu xây dựng để đảm bảo tiến độ các công trình đang triển khai. Đại biểu cũng đề nghị tỉnh đổi mới phương thức sáp nhập với các cơ sở giáo dục, thực hiện sáp nhập cơ sở dưới 45 lớp trước sẽ phù hợp hơn, tăng cường tuyên truyền về chủ trương sáp nhập thôn, tổ dân phố để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.
Đầu giờ buổi chiều, đồng chí Lê Xuân Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng thời đề nghị các cơ quan hữu quan quan tâm một số nội dung như sớm quy hoạch đất cho việc chăn nuôi tập trung và có hướng dẫn cụ thể và tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi và khu dân cư trên địa bàn tỉnh, nhất là đối với cơ sở chăn nuôi có quy mô trang trại, quy hoạch các điểm đỗ xe cho các thôn tổ dân phố, nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, vấn đề thủy lợi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ô nhiễm môi trường trên hệ thống sông Bắc Hưng Hải, xử lý rác thải, đầu tư cải tạo một số công trình giao thông, các công trình dân sinh tại một số khu đô thị, xử lý vi phạm theo kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tình trạng thiếu giáo viên, tuyển dụng giáo viên, chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, đầu tư tu bổ, tôn tạo các di tích trên địa bàn, quan tâm đến chế độ chính sách đối với cán bộ làm công tác truyền thanh ở cơ sở, thực hiện đầu tư kỹ thuật cho hệ thống truyền thanh ở cơ sở. Dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toàn, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chất vấn giám đốc các sở ngành chức năng về một số nội dung cử tri quan tâm. Trong đó, chất vấn giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trịnh Văn Diễn về giải ngân vốn đầu tư công, cơ chế chính sách thu hút các nhà đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và một số nội dung khác. Hiện nay trên địa bàn các huyện, thị xã có nhiều khu công nghiệp đang xây dựng và đi vào hoạt động. Dự kiến sẽ thu hút một lượng lớn công nhân vào làm việc. Theo đề án thu hút các nhà đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội dành cho công nhân, đến năm 2025 dự kiến phát triển thêm khoảng 17.800 căn hộ, đáp ứng 40.500 người có nhà, tương đương với khoảng 50% số công nhân có nhu cầu về nhà ở tại các khu công nghiệp, khu sản xuất. Đề nghị ông giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư đánh giá thực trạng và giải pháp trong thời gian tới của sở trong công tác tham mưu xây dựng cơ chế chính sách thu hút các nhà đầu tư tư dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân và tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận đầu tư. Tôi xin hết ạ. Về nhà ở xã hội thì trên địa bàn tỉnh thì có 16 dự án nhà ở xã hội và nhà ở công nhân được Ủy ban tỉnh phê duyệt chủ trương. Trong đó có 4 dự án nhà ở xã hội độc lập, 2 dự án nhà ở công nhân thuộc dự án sản xuất công nghiệp do chủ doanh nghiệp xây dựng cho công nhân thuê, 1 dự án bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội, 9 dự án khu nhà ở thương mại, nhà ở đô thị bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội. Tức là cái 9 cái dự án nhà ở thương mại ấy, thì theo quy định luật thì yêu cầu nhà đầu tư phải bỏ dành 2% cái đất đó để xây dựng nhà ở xã hội. Đến nay thì đã có 6 dự án đã hoàn thành đầu tư xây dựng với tổng diện tích là 126.206 m2, tương đương với 1.888 căn hộ đã được bán cho công nhân và người thu nhập thấp, như dự án thu thấp là cái nhà BH này, rồi khu nhà ở xã hội Phúc Hưng phố Lối, dự án khu nhà hội Phúc Hưng 2, dự án nhà ở công nhân. Thì theo cái dự kiến thì chúng tôi cũng trên cơ sở cái báo cáo 388 của Sở Xây dựng hiện nay và cái của ngành đất đai thì được biết là quy hoạch đất đai đối với các dự án đô thị của tỉnh ta đến 2020 khoảng hơn 3.000 hecta, và cái đất giao cho huyện xã làm chủ đầu tư để đấu đất thì nó khoảng độ trên dưới 10.000 hecta. Thì đây, trong cái những cái dự án đó thì cũng có để xây dựng nhà xã hội, thì với cái lượng công nhân chúng ta tính trong 17 khu nghiệp thì nó khoảng 78.000 lao động, thì trong đó chúng tôi tính sơ bộ là khoảng 60% là lao động tại địa phương là Hưng Yên, còn 40% là của ngoài tỉnh thì phải bố trí nhờ, thì 60% chủ yếu ở xây dựng ở nhà mình, thì nó cũng là xem cũng đảm bảo cho cái nhu cầu nhà xã hội nếu triển khai tốt. Để đẩy nhanh tiến độ riêng về cái nội dung đây thì cũng có mấy cái đề xuất để đẩy nhanh tiến độ giải phóng bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong quá trình giải quyết thủ tục cho nhà đầu tư, trong quá trình triển khai lập quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án, các khu cụm, khu đô thị, khu nhà ở, đảm bảo dành đủ quỹ đất cho phát triển nhà xã hội, nhà ở công nhân. Thứ ba là chia sẻ thông tin thủ tục liên quan đến các dự án, thông tin về quy hoạch địa điểm vị trí quỹ đất còn trống để dành để xây dựng nhà ở xã hội
để cho các nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát, tham gia đầu tư các nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Thứ tư là đẩy mạnh rà soát các dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư, đẩy nhanh tiến độ đối với các dự án chậm triển khai, không triển khai, kiến nghị ban tỉnh thu hồi để lựa chọn chủ đầu tư có năng lực để thực hiện. Thế và thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ lập quy hoạch và tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, kiên quyết thu hồi các dự án chậm đầu tư theo quy định để giao chủ đầu tư khác thực hiện có đủ năng lực để thực hiện. Trong năm 2023, tập trung hoàn thành việc đầu tư các dự án đang triển khai như nhà ở xã hội Phúc Hưng 2, nhà ở công nhân, nhà ở thương mại Lạc Hồng Phúc, Phố Lối, nhà ở xã hội thuộc dự án dân cư mới trên địa bàn xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, và một cái dự án nữa là nhà ở công nhân của Liên đoàn Lao động Việt Nam ở thị trấn Bẩn. Thì ông chí thì cũng khởi động rồi nhưng mà cũng để lắc lư lắm, để chúng ta xem đôn đốc thế nào về tiến độ. Và đôn đốc các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp lập quy hoạch và hoàn thiện thủ tục đầu tư trong năm 2023 đối với dự án như dự án nhà ở khu công nghiệp Minh Quang, dự án khu nhà ở công nhân, khu công nghiệp Hòa Phát, vân vân, và chỉ đạo Sở Kế hoạch Đầu tư và các sở ngành liên quan tham mưu cho tỉnh giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, rút ngắn thủ tục về đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, đồng thời phối hợp các ngành đề xuất bố trí phân bổ nguồn vốn ngân sách để thực hiện chính sách hỗ trợ dự án đầu tư nhà ở xã hội và nhà ở công nhân, đảm bảo kịp thời, nhanh chóng, đúng quy định. Ta đã còn một việc lớn nữa mà đề nghị ngành kế hoạch là phối hợp các ngành, cơ quan liên quan là tham mưu với tỉnh để cụ thể hóa nghị quyết số 14 ngày 8 tháng 10 năm 2021 về đề án phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân, người lao động trong và ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thì cái này là nghị quyết có rồi nhưng mà cái thể chế hóa thì đề nghị là ngành kế hoạch sớm tham mưu để chúng ta đã cụ thể hóa cái này. Và đến tính đến nay đã cũng hơn một năm rồi, gần năm rưỡi rồi. Để chúng ta là cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở địa phương. Thứ hai là dự án các tôn Kim Động ấy, thì đề nghị chỗ này ông giám đốc Sở Kế hoạch ấy, là cái này không phải bây giờ đâu, mà cái kiến nghị hội đồng cũng kiến nghị ủy ban tỉnh là cũng nhiều kỳ rồi, kể cái thời nhiệm kỳ trước 16-21 đã kiến nghị ủy ban rồi. Là đối với dự án này thì không biết là trước đây là đền bù hay như sao, thủ tục vướng mắc thế nào, nhưng mà dân kiến nghị là bây giờ chúng ta là thừa đấy, là dồn thừa đồi ruộng không thực hiện được đấy, quy hoạch lại cái khu thị trấn Đồng Bằng cũng không quy hoạch được động lên đây vì nó vẫn vướng cái thủ tục này. Thế bây giờ cũng là 14 năm rồi thì xem có triển khai được không, cũng có thì phải thu hồi lại dự án. Thì đề nghị là ngành kế hoạch, đề nghị là kiểm tra, thì đề nghị các ngành kế hoạch chủ trì và khẩn trương để báo cáo ủy ban tỉnh chúng ta thực hiện cái này. Gọi chủ doanh nghiệp đến, nhưng ủy ban huyện gọi nhiều lần doanh nghiệp cũng không quan tâm. Đấy, dẫn đến là không có sự phối hợp trong quá trình tổ chức thực hiện. Đấy, thì đề nghị là các đồng chí xem cái chỗ này để chúng ta tổ chức thực hiện. Thế còn nếu mà chủ đầu tư mà còn năng lực mà còn đấy thì tiếp tục triển khai được thì phải có cam kết lộ trình ra sao để chúng ta tổ chức thực hiện. Tiếp đó, các đại biểu chất vấn Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Trần Minh Hải về tiến độ triển khai các dự án giao thông, nhất là các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh, công tác tham mưu đầu tư xây dựng các tuyến giao thông trọng yếu của tỉnh. Đề nghị ông Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cho biết hiện nay tình trạng khan hiếm vật liệu và giá vật liệu tăng cao như là cát dùng cho san lấp các cái công trình dự án giao thông, trong khi giá dự toán công trình thì chưa điều chỉnh được kịp thời, làm tăng chi phí của dự án. Đề nghị ông Giám đốc Sở Giao thông Vận tải làm rõ và đề ra các giải pháp để giải quyết những vấn đề nêu trên nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án do ngành quản lý và nâng cao cái tỷ lệ giải ngân của ngành giao thông. Hiện nay thì về cái tình trạng khan hiếm vật liệu cát để thi công xử lý nền đất yếu, rồi cũng như là cát đắp cả trên 8 và trên 5 là cũng diễn ra phổ biến, cũng là làm ảnh hưởng đến việc triển khai dự án. Thì các nguyên nhân chủ yếu đây thì nó do cái cầu nó lớn hơn cung. Đối với tất cả các công trình mà của Sở Giao thông làm chủ tư cũng như là của các chủ đầu tư khác thì cái vật liệu mà chính để cần cho công trình hiện nay thì đó là cái đất đắp cũng như là cát đắp, rồi cát xử lý là đất yếu, rồi cát xây dựng, cấp phối răm, rồi bê tông nhựa. Trong cái nhiệm kỳ đại hội này thì cái phát triển cái kết cấu hạ tầng giao thông thì nó là một cái khâu đột phá
thì cái nhu cầu về cái vật liệu xây dựng chung cho toàn tỉnh cũng rất lớn, cũng như là các cái khu công nghiệp, cụm công nghiệp chúng ta là cả tỉnh chúng ta đều là cả đại công trường xây dựng. Tuy nhiên hiện nay thì qua khảo sát dọc cái tuyến sông Hồng mà địa phận tỉnh Yên thì chúng ta thì có 5 mỏ cát mà toàn bộ về cái trữ lượng khai thác đây chỉ đạt được có 2,5 triệu khối. Trong đó thì có 3 mỏ cát có giấy phép đang hoạt động tại xã Quảng Châu, Hoàng Hanh, Tân Hưng với trữ lượng khoảng 1 triệu khối, công suất khai thác là 0,2 triệu khối trên năm. Và một mỏ cát ở sông Hồng, xã Tứ Dân, huyện Khoai Châu thì đang cấp phép với trữ lượng là 1 triệu khối trên năm. Và một mỏ cát sông Hồng, xã Tứ Dân, huyện Khoai Châu đang thực hiện đấu giá trữ lượng là 0,5 triệu mét khối trên năm. Và các mỏ cát nêu trên thì đang được khai thác theo quy định pháp luật. Do vậy, việc cung cấp vật liệu cho các dự án giao thông toàn tỉnh sẽ bị hạn chế. Thế để giải quyết về cái công tác vật liệu xây dựng thì chúng tôi đề xuất như này. Thứ nhất là đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường là chủ trì tham mưu Ủy ban tỉnh là sớm triển khai công tác đấu giá và cấp phép khai thác các mỏ cát đã quy hoạch trên sông Hồng để đáp ứng kịp thời công tác cung cấp nguồn nguyên vật liệu cho xây dựng công trình toàn tỉnh. Thứ hai thì đề nghị Ủy ban tỉnh là cho phép nâng công suất khai thác mỏ và thời gian khai thác đối với tất cả các cái mỏ đang được cấp phép để đảm bảo được cái cung ứng vật liệu trên địa bàn tỉnh. Thứ ba nữa là đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì và đẩy nhanh cái công tác khảo sát thăm dò mở rộng phạm vi quy hoạch khai thác cát làm cơ sở cho các doanh nghiệp quản lý khai thác được đăng ký nâng công suất khai thác. Thế và đồng thời là chỉ đạo các doanh nghiệp khai thác mỏ cam kết cung cấp vật liệu trên địa bàn tỉnh là đáp ứng các yêu cầu phát triển cái kinh tế xã hội của địa phương. Và thứ tư thì trong thời gian tới thì Sở Công Tải cũng sẽ tham mưu cho Ủy ban tỉnh thành lập một cái tổ công tác sẽ làm việc với một số các tỉnh bạn như Hòa Bình, Hà Nam, Bắc Tinh, Bắc Linh, Phú Thọ, các địa phương mà có cái mỏ vật liệu lớn để đăng ký cam kết cung cấp vật liệu cho các dự án trên địa bàn tỉnh và đáp ứng được các cái nhu cầu xây dựng các cái công trình giao thông cũng như tất cả công trình khác. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh chất vấn Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Văn Phú về vấn đề ô nhiễm môi trường nước tại các dòng sông trên địa bàn tỉnh, ô nhiễm rác thải sinh hoạt và giải pháp đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại địa phương. Hiện nay, việc quản lý các doanh nghiệp thì cũng có một số khó khăn, đặc biệt những doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp. Cho nên là có hiện tượng là có những doanh nghiệp mà cho các đơn vị khác thuê để sản xuất kinh doanh và cái đơn vị thuê đấy thì lại gây ô nhiễm môi trường rất là nghiêm trọng. Chẳng hạn như là chúng tôi đã có những cái phóng sự phát về cái công ty Dặn 89 ở xã Sơn Dục, thị xã Mỹ Hào. Đơn vị này là hoạt động 10 năm nay hoạt động và 10 năm liên tục xả thải, và từ năm 2019 đến nay thì đã được lực lượng chức năng là 3 lần xử phạt. Nhưng mà hiện nay gần đây nhất thì do có đơn thư của công dân tiếp tục phản ánh và chúng tôi tiếp tục cho kíp phóng viên về xâm nhập thì hiện công ty vẫn đang tiếp tục xả thải và có tình tiết là tăng nặng. Thứ hai là cái hoạt động xả thải của đơn vị thì vẫn đang tái diễn và chúng tôi đã phát trong cái bản tin thời sự tối ngày 4 tháng 7. Đấy, thì các hình ảnh các đồng chí xem thì sẽ biết. Thứ hai nữa là theo cái quy định thì cái lĩnh vực dệt may vải sợi, công nghệ nhuộm, giặt mài này theo cái nghị định của 08 của hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường thì đây là một cái lĩnh vực mà cảnh báo mức ô nhiễm mức 1 rất nghiêm trọng và có ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, bởi vì toàn bộ cái nguồn xả thải thì đi theo đường phát thải của cái xã đó và đẩy ra sông, và cái sông đấy là cái sông để cung cấp cái nguồn nước thủy lợi để tưới tiêu cho ruộng đồng, để ảnh hưởng đến cuộc sống canh tác của nhân dân. Thì cái việc này thì đúng là cũng là việc khó, nhưng mà tỉnh Hưng Yên thì mới được tổng cục thống kê công bố là một tỉnh mà có mức thu nhập bình quân đầu người là đứng thứ 10 của cả nước. Thế là dân chúng ta đã giàu rồi, nhưng mà tôi nghĩ là cái việc để cuộc sống văn minh thì cũng là phải mục tiêu hướng tới. Và tôi cũng biết là thời gian vừa qua thì lực lượng chức năng của tỉnh Hưng Yên, đặc biệt 6 tháng đầu năm là xử lý rất nhiều các vụ ô nhiễm về môi trường.
nên là và cái công ty này cũng chỉ là một công ty nhỏ trong rất nhiều cái công ty mà chúng tôi cũng đã tuyên truyền nhiều và cũng phản ánh nhiều. Vì vậy thì giải pháp của ngành tài nguyên môi trường đưa ra là gì trong cái giải pháp những cái bất cập kia, đấy, bất cập mà nó xảy ra như vậy, ô nhiễm như vậy. Đấy thì câu hỏi thứ nhất là như vậy. Câu hỏi thứ hai, tôi hỏi thêm là hiện nay thì theo đánh giá của ngành tài nguyên môi trường là 70% ô nhiễm của cái sông Bắc Hưng Hải là từ chủ yếu từ nguồn nước sinh hoạt của dân. Thế thì bên cạnh cái việc ô nhiễm của công nghiệp rồi là của chăn nuôi rồi làng nghề thì cái ô nhiễm của nước thải sinh hoạt mà chúng ta xử lý được thì cũng rất là cần thiết trong thời gian tới. Vậy thì tôi được biết hiện nay là trên địa bàn tỉnh một số huyện như là huyện Kim Động, huyện Văn Lâm, huyện Tiên Lữ, huyện Phù Cử cũng đang có cái mô hình xử lý nước thải sinh hoạt. Vậy thì tôi xin hỏi là cái hiệu quả các cái mô hình này đến đâu và có thể nhân rộng không? Qua ý kiến của đại biểu Hoài thì tôi xin được trả lời như sau. Đối với các doanh nghiệp thì tuy nhiên các doanh nghiệp mà qua mua bán chuyển nhượng hoặc là thuê nhà xưởng thì cái việc mà theo dõi nắm bắt thì khẳng định là chúng tôi cũng rất khó. Nhưng tuy nhiên là trong quá trình mà các doanh nghiệp hoạt động mà có ảnh hưởng gây ô nhiễm thì chúng tôi luôn luôn có ý thức và phối hợp với công an cũng như là ủy ban nhân dân các huyện phối hợp để nắm bắt tình hình để tìm ra những cái giải pháp mà gây xả thải. Đối với doanh nghiệp mà gây xả thải lớn thì chúng tôi sẽ phối hợp tập trung lấy mẫu. Thì ở điển hình như ở đại biểu Hoài có ý kiến là cái công ty giặt 89 ở đây là không phải dự án mà xây dựng nhà xưởng trên đất của tỉnh giao mà đây là của hộ gia đình người ta tự làm. Với như vậy thì vừa qua thì cơ quan công an đã 3 lần đến kiểm tra và họ cũng đã có đầy đủ các cái thủ tục với môi trường. Nhưng tuy nhiên trong quá trình hoạt động thì vẫn còn có một số những chỉ tiêu vượt ngưỡng. Nên do vậy mà xử phạt cho nên là chúng ta cũng chưa thể có những cái tác đình chỉ. Ở đây thì đã được thị xã Minh Hào cấp cái đề án về bảo vệ môi trường. Thì đây là một vấn đề mà cũng để đại biểu Hoài nắm được. Và trên cơ sở đó thì chúng tôi trong thời gian tới sẽ có những giải pháp phối hợp và cơ quan công an và xây dựng các cái kế hoạch thanh tra kiểm tra và giao cho cơ quan chuyên môn thường xuyên giám sát lấy mẫu những đơn vị có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và đồng thời công khai những đơn vị có thể gây ô nhiễm môi trường để đi thông tin đại chúng để mọi người nắm bắt được. Và chúng tôi cũng đã có đường dây nóng, thế nên là đây là cái việc mà tôi nghĩ là nếu như người dân mà có phát hiện thì tới điện đường dây nóng thì chúng tôi sẽ cử những đơn vị chức năng và phối hợp cùng các lực lượng như công an ở trên địa bàn xã thì đến nay chúng ta cũng đã có công an xã. Nên do vậy mà đây là cái việc mà chúng ta cũng cùng phối hợp để làm sao làm tốt được cái môi trường trên địa bàn. Trước hết thì tôi đề nghị là ngành tài nguyên môi trường là tập trung nghiên cứu và tăng cường tuyên truyền quán triệt và tổ chức thực hiện tốt kết luận số 660 ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 11 ngày 21 tháng 3 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường quản lý xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến quán triệt sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và của tỉnh trong công tác bảo vệ môi trường, nhất là môi trường nước tại các dòng sông trên địa bàn tỉnh. Thì cái kết luận này thì chúng ta đánh giá cái thực hiện nghị quyết 11 và kết luận là tiếp tục thực hiện nghị quyết 11. Thì đề nghị chỗ Sở Tài nguyên Môi trường đã cũng tham mưu làm sao để chúng ta cụ thể hóa thực hiện trong giai đoạn tới. Các đại biểu chất vấn Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đỗ Minh Tuân về những bất cập, hạn chế trong việc thực hiện nghị quyết 214 và nghị quyết 330. Ngày 10 tháng 7 năm 2019, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021 cũng đã ban hành nghị quyết số 214 về một số chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Thì theo đó thì nghị quyết thì có 9 cơ chế chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Thì
nó liên quan là thứ nhất là về miễn giảm thuê tiền sử dụng đất, miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước và tiếp cận các hỗ trợ tín dụng đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ tập trung đất đai và một số nội dung khác. Thì tuy nhiên qua nắm bắt thực tế tại địa bàn tỉnh thì đến nay thì vẫn chưa có doanh nghiệp đầu tư tiếp cận đầu tư vào lĩnh vực này. Thì xin được hỏi ông giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết và phối hợp với các sở ngành liên quan triển khai thực hiện nghị quyết thì có những cái khó khăn vướng mắc gì để và đánh giá được tính khả thi của nghị quyết trong quá trình triển khai thực hiện? Bởi vì nghị quyết này thì chúng ta ban hành từ 2019 đến 2025 là cũng là cái thời hạn cuối của nghị quyết. Theo cái số liệu tổng hợp của Sở Kế hoạch cũng như là Sở Nông nghiệp thì từ năm 2019, tức là từ khi mà có cái nghị quyết số 24 thì cho tới nay thì có khoảng 19 dự án đã đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn. Thì trong cái 19 này thì có 2 cái dự án là trong khu công nghiệp, 17 dự án là ngoài khu công nghiệp, tức là của các cái doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Và cho đến nay thì theo Sở Kế hoạch đã thông báo là 19 cái dự án này thì chưa có cái doanh nghiệp nào đề nghị cái việc hỗ trợ, cái việc các cái chính sách theo cái nghị quyết số 24 cũng như là cái nghị định số 57 của Chính phủ. Thì trước hết thì đều đề nghị ngành nông nghiệp là tiến hành là sơ kết cái nghị quyết 24 và tiến hành là xem xét hơn một năm rồi thực hiện cái nghị quyết 330 thì xem vấn đề các chính sách hỗ trợ chúng ta gắn theo nghị quyết thì có vấn đề gì trong thực tiễn mà cần phải sửa đổi bổ sung. Đấy, để cho nó phù hợp hơn thì đề nghị là ngành nông nghiệp tham mưu để chúng ta trình sửa đổi nghị quyết bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Cái thứ hai là đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền về nội dung thực hiện nghị quyết 24 để làm sao các nhà đầu tư có doanh nghiệp biết và được thực hiện các chính sách hỗ trợ khuyến khích của tỉnh, từ đó thu hút được nhiều hơn các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Bây giờ chúng ta mới có 19 doanh nghiệp nhưng mà không mong muốn gì là được hỗ trợ của tỉnh vì không đề xuất. Như thế là cái chính sách của chúng ta nó có thì đó là doanh nghiệp người ta cũng không thực sự mặn mà. Thì do vậy là mấy năm nay là vẫn 19 doanh nghiệp chứ chưa tăng thêm. Thì đề nghị ngành nông nghiệp nghiên cứu thế nào để chúng ta lại thực hiện nó cho nó phù hợp với chính sách. Thế đối với nghị quyết 330 thì do nghị quyết ban hành chậm hơn so với thời điểm luật chăn nuôi có hiệu lực thi hành. Do vậy đề nghị là Ủy ban nhân dân tỉnh cần chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ rà soát, thống kê hiện trạng các hộ chăn nuôi trong khu vực bị ảnh hưởng để nhanh chóng lập kế hoạch di rời cơ sở hoặc chuyển đổi nghề nghiệp, đảm bảo trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 phải dừng hoạt động hoặc di rời đến địa điểm phù hợp, địa điểm mới phù hợp hơn. Nghĩa là chúng ta chỉ còn có 1.5 năm nữa thôi. Đấy, có đại biểu thế. Thế mà chúng ta thì phải di chuyển nhiều. Đấy, như thế thì đề nghị là ngành nông nghiệp xem tích cực hơn để tham mưu với tỉnh để thực hiện cái này. Hai đó là chỉ đạo các địa phương là phải quy hoạch bố trí cái quỹ đất khu vực chăn nuôi tập trung phù hợp với nhằm thúc đẩy tăng trưởng và từng bước xây dựng ngành chăn nuôi có giá trị cao, phát triển bền vững, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đảm bảo cái môi trường sinh thái. Ở đây thì như lúc đấy là giám đốc Sở Nông nghiệp thì có nói là chúng ta còn 3 huyện. Đấy, thì đề nghị 3 huyện này thì chúng ta chắc là anh Tuân anh nắm địa chỉ rồi, các huyện đều biết. Thì đề nghị các huyện nghiên cứu để chúng ta thực hiện. Đấy. Thế và tạo điều kiện hơn nữa cho các cơ sở chăn nuôi có địa điểm mới để tiếp tục chăn nuôi và sản xuất thuận lợi. Tuy rằng định hướng quy hoạch thế thôi nhưng mà khi quy hoạch tỉnh thì chúng ta phải đảm bảo làm sao nó phù hợp với cái quy hoạch chung của tỉnh. Đấy. Và tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động chăn nuôi môi trường theo đúng cái quy định của pháp luật. Thì đây cái lĩnh vực mà liên quan đến về chính sách gì rồi, cái an sinh xã hội đối với người dân thì đề nghị là ngành nông nghiệp là hết sức là tích cực, sát sao và cụ thể đối với từng hộ, đấy, từng việc một để chúng ta khi mà có di rời để tránh tình trạng là cái quyền lợi của người dân không được đảm bảo và xảy ra cái khiếu kiện kéo dài phức tạp, thì đề nghị ngành nông nghiệp là quan tâm hơn.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi các sở ngành trả lời chất vấn của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đã phát biểu giải trình và làm rõ hơn các vấn đề đại biểu cử tri quan tâm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đã làm rõ hơn về các vấn đề đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh quan tâm như tu bổ, cải tạo, nâng cấp hoàn thiện và làm thêm các tuyến đường, hệ thống tiêu thoát nước, bố trí quy hoạch khu tái định cư. Về lĩnh vực đất đai, tài nguyên, xử lý môi trường tại các địa phương và nhấn mạnh các giải pháp xử lý rác thải sinh hoạt, ô nhiễm môi trường trên hệ thống Bắc Hưng Hải và những khó khăn hiện nay, đồng chí nhấn mạnh. Cần phải xử lý đó là rác thải và nước thải. Đấy, chú anh trả lời cũng rất rõ rồi, tôi xin làm rõ thêm nữa. Thế rác thải thì tỉnh Hưng Yên là một ngày ở tỉnh Hưng Yên bây giờ chúng ta phát sinh toàn bộ lượng rác thải bây giờ là khoảng 800 tấn một ngày. Thế nhưng mà năng lực để xử lý bây giờ chỉ bình khoảng hơn 200 tấn một ngày. Thế vậy là còn gọi là gần 600 tấn đi đâu? Thì hiện nay vẫn để rác vẫn trôi nổi ở các điểm dân cư tập kết rác, tập trung ở các vị trí, các xã, các huyện. Bởi vì không có nơi để xử lý. Nhưng mà cái đó phải xử lý không? Năm nay, cuối năm nay và trong nhiệm kỳ này phải xử lý hết toàn bộ lượng rác thải 800 tấn đó một ngày. Thế là cái nhu cầu thì cái khả năng cái là cái phát sinh là càng ngày nó tăng lên, không phải là 800 tấn một ngày nữa có thể tăng hơn, nhưng mà sẽ xây dựng một hệ thống tiếp nhận các nhà đầu tư phải có công suất xử lý hàng ngày, mỗi ngày khoảng một ít nhất là 10.000 tấn một ngày thì mới đáp ứng được nhiệm vụ cái lượng rác thải ra. Đấy đây là rác thải thì tất cả các giải pháp, tuy nhiên trong thời gian trước mắt mà ta chưa các nhà máy nó chưa vào động thì tỉnh đã bố trí 5 cái nhà máy ở trên địa bàn tỉnh. Đấy, nhà máy thứ nhất đó là Unico hiện nay là công suất 200 tấn một ngày, nâng lên công suất được 200 tấn đấy. Và yêu cầu nâng tiếp 200 tấn nữa, trước đây Unico chỉ được khoảng 100 tấn một ngày đó. Thì nếu như không gì thay đổi thì Unico trong năm nay thì chỉ còn được khoảng 300 tấn một ngày thôi. Thì nâng gì thì nâng đấy để xử lý đó. 300 tấn một ngày cộng với lại T&T thì cuối năm nay cũng đưa vào cũng khoảng 200 tấn nữa là 500 tấn. Để trong năm nay được 500 tấn, còn cái nhà máy rác xỉ sở ấy thì chỉ có được 3-4 tấn một ngày, nâng công suất thì cũng chỉ được 4 tấn một ngày. Như vậy là chúng chỉ có 550 tấn trong năm nay. Và tiếp tục nếu như nhà máy rác ở Hồ Cờ mà khởi công được thì cũng phải cuối đầu nhiệm kỳ sang năm, đầu sang năm 2024 thì mới xử lý tiếp được. Thì công suất là 100 tấn trên ngày, vậy là đi đâu? Thì tiếp tục là yêu cầu Unico phải nâng công suất lên, T&T nâng công suất lên và tiếp tục phải giao. Chúng tôi đã giao cho Sở Tài nguyên Môi trường rồi, có một cái nhà đầu tư họ cũng rất là tốt. Họ hứa đảm bảo một ngày có thể lấy được 600 tấn một ngày và cho chỉ có 5 hectare không cần nhiều. Mà xử lý công nghệ đốt tất cả có thể họ vận chuyển đi ở nơi khác. Miễn là cái lượng 600 tấn rác đó một ngày họ xử lý hết cho. Thì đấy là một cái hướng mới và hướng tích cực. Hay cái đó thì yêu cầu là đồng chí giám đốc Sở Tài nguyên kết phối hợp với các ngành sớm trình và tỉnh phê duyệt cái nội dung này. Tuy nhiên khi mà xử lý lên thì cái lượng kinh phí để xử lý rác thải thì một năm lại tăng thêm gần 200 tỷ nữa. Tiền ở đâu? Lại phải nước nguồn. Nguồn đâu thì ta lại phải cắt giảm chi tiêu các khoản khác để đưa vào xử lý môi trường, không có cách nào khác. Thế đấy là môi trường, đấy là rác thải. Thế còn nước thải thì nội dung này các đồng chí đều rất quan tâm mà có hay nói về nước thải. Nước thải là rất nhiều, đặc biệt là hệ thống sông Bắc Hưng Hải. Cái nội dung này thì chính chúng tôi cũng đề nghị với đồng chí đại tướng Tô Lâm rất nhiều lần về liên quan cái hệ thống, toàn bộ hệ thống Bắc Hưng Hải chúng ta là không phải tỉnh Yên mà có 4 tỉnh đi qua, một là thủ đô Hà Nội, hai là Hưng Yên, ba là Bắc Ninh, bốn là Hải Dương, chứ không cứ Hưng Yên. Nhưng mà chỉ có điều là tỉnh ta cứ làm tốt đã, thế còn các tỉnh khác người ta đề nghị trung ương là yêu cầu các tỉnh nó phải làm tốt. Ví dụ tôi nói là khi mà cái hệ thống Bắc Hải chảy qua sông Cổ Bây ấy, về hệ thống Bắc Hải của mình ấy, thì lưu lượng là 155.000 khối một ngày đêm. Toàn tỉnh chúng ta thì 163.000, tức là cái lượng từ thủ đô nội về cái sông Cổ Bây này là gần bằng Hưng Yên thải ra. Nhưng mà cái khi mà phân tích ra thì trong 163.000 mét khối ngày đêm ấy, thì cái lượng nước thải sinh hoạt từ dân là 70%, tức là dân là lớn, doanh nghiệp là 30%. Vậy là giờ xử lý một cách nào, đúng không? Thì giờ chúng tôi cũng đã có đề án này, giao cho Sở Tài nguyên trường xây dựng một cái đề án để làm sao trước mắt là mỗi một điểm dân cư nông thôn là phải quy hoạch 1-2 điểm
là cái bể lắng. Vì đây là cái mô hình cần phải nhân rộng. Vì khi mà chúng tôi đi kiểm tra ở các hệ thống môi trường ở Xuân Quan Kiểu Cao liên quan đó, thì ở Xuân Quan ơi Bắc họ cũng đã tài trợ cho một hai thôn cái bể nắng đó rất hiệu quả, nó chỉ có 70m² thôi, được một thôn. Thì khi mà nước thải ra môi trường nước trong rất là sạch sẽ, thì toàn bộ bẩn thỉu các thứ để lắng đọng xuống dưới, thì cái đấy cần phải nhân rộng, mà cái này kinh phí không đáng bao nhiêu cả, chỉ có 70m² một thôn. Nếu mà thôn rộng thì ta hai điểm đúng không, thì 140m² thôi, thì đầu tư cái này đáng bao nhiêu đâu. Thì cái này tỉnh sẽ đầu tư toàn bộ những nội dung này, thì ba cấp đúng không? Tỉnh, huyện, xã và nhân dân. Nhân dân thì phải chịu trách nhiệm đưa toàn bộ cái đường thải ra đường thải chung. Thế còn còn xã, tỉnh, ở huyện, xã, huyện và tỉnh ba cấp đầu tư toàn bộ cái đường. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh vấn đề quy hoạch bãi đỗ xe tại các địa phương, việc cắt điện luân phiên trong thời gian vừa qua do thiếu điện cục bộ, cũng như phát triển công nghiệp thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách. Ý kiến của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh về chủ trương, phương án sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính các cấp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định: từ nay đến năm 2025, tỉnh ta chỉ sáp nhập được 21 xã, còn huyện là chưa. Và theo hướng là tỉnh đang đề nghị Trung ương, theo quy hoạch tỉnh là đến năm 2037, Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, và đến 2030 thì Hương cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Mà nếu như vậy thì chúng ta không phải sáp nhập cái gì cả, mà cứ được như vậy không được thủ tướng mà phê duyệt, thì lại yêu cầu các huyện là các huyện thị xã thành phố chúng ta lại tập trung ta làm từ hướng đó. Và hiện nay là chúng ta đang quy hoạch tỉnh đang tích hợp theo hướng này. Thế thì sau đó thì cho đại biểu nhân dân nắm được, chứ không phải hiện nay là chưa có chương trình gì mà sáp nhập huyện với nhập tỉnh cả. Nên chúng ta cứ yên chí mà làm việc cái đó. Nên là cơ quan truyền thông thì cũng đề nghị là thông báo nội dung này. Và tôi chỉ nói là đến năm 2025 chỉ có sáp nhập 21 xã, và 21 xã đó đã được thông báo rồi, lo ngại rồi, ở các xã không đủ điều kiện, nên nó không ảnh hưởng gì đến cái việc sáp nhập huyện và sáp nhập tỉnh cả. Thế còn cái việc đó thì tính sau. Thế còn riêng cái nội dung mà tỉnh thì tôi đi theo hướng đó đấy, là chúng ta đã xây dựng tỉnh Hưng Yên là sẽ trở thành thành phố trực thuộc trung ương, trở thành thành phố trực thuộc trung ương, thì chúng ta sẽ không bị sáp nhập tỉnh nữa. Đấy là nội dung cái đó. Thì ta quyết tâm bảo vệ nội dung này, mà muốn được cái này thì nỗ lực của chúng ta cũng phải quyết tâm. Đó là phải toàn đảng, toàn quân, toàn dân, toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân thì chúng ta mới quyết tâm được. Đến 2030 thì Hưng Yên mới trở thành cơ bản trở thành thành phố trực thuộc trung ương, và đến năm 2037 thì Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Có như vậy thì chúng ta sẽ yên tâm là không bao giờ bị sáp nhập tỉnh cả. Đây là nội dung mà hôm nay cũng xin trả lời cử tri quan tâm đến nội dung đó. Còn phương hướng 6 tháng cuối năm thì vẫn phải thực hiện, tiếp tục thực hiện ba cái đột phá chiến lược. Ở đây thì hạ tầng giao thông, sau đó hạ tầng các cụm công nghiệp, rồi hạ tầng đô thị và nguồn nhân lực. Thì ở đây riêng nguồn nhân lực ở đây thì bởi chúng ta hàng ngày bây giờ hàng khi mà các hạ tầng các khu công nghiệp được triển khai và xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp về các khu công nghiệp, thì chúng ta thiếu rất nhiều các nguồn nhân lực có trình độ cao. Do vậy bây giờ phải kêu gọi thu hút đầu tư, rồi các doanh nghiệp đào tạo nghề và các trung tâm nghề của tỉnh phải nâng cao thêm một mức nữa. Ngoài các giáo viên cơ hữu rồi phải có giáo viên thỉnh trạng, thì ta phải mời các giáo viên thỉnh trạng có nghề nghiệp, có chuyên môn cao về hướng dẫn dạy nghề, và thường xuyên gặp gỡ các doanh nghiệp để ta nâng cao cái năng lực tay nghề của công nhân lao động, thì chúng ta mới xúc tiến đầu tư được. Và các doanh nghiệp nước ngoài khi vào hỏi có rất nhiều các yếu tố mà các doanh nghiệp hỏi, trong đó cái hệ thống điện nước, nhà công nhân, rồi các chính sách về thuế và nguồn nhân lực, bao giờ các doanh nghiệp cũng hỏi đó. Thì nội dung này thì ủy ban chúng tôi tiếp tục chỉ đạo điều hành để làm sao mà các cơ sở dạy nghề của tỉnh nâng cao thêm một lớp để làm sao mà đào tạo nghề cho công nhân của chúng ta có tay nghề cao để tạo điều kiện để xúc tiến đầu tư được tốt hơn. Rồi các nội dung khác về quy hoạch tỉnh thì đây là một nội dung rất là quan trọng. 6 tháng cuối năm, trong năm nay thì quy hoạch tỉnh phải được thủ tướng phê duyệt sau. Thì qua đây thì cũng các bộ ngành, liên quan các bộ ngành thì tôi cũng đã giao cho các sở ngành làm sao mà để nắm bắt được các ý kiến mà các bộ ngành đề ra thì ta phải trả lời để xác đáng, để làm sao quy hoạch tỉnh sớm được phê duyệt. Khi mà quy hoạch tỉnh được phê duyệt thì tất cả mọi thứ thì mới trôi được. Chứ còn chưa, còn các dự án rất lớn của chúng ta chỉ chờ quy hoạch tỉnh. Đấy là gọi là, thì đấy là những quy hoạch tỉnh tiếp tục. Thì quy hoạch tỉnh chúng ta cũng đã bàn rất nhiều rồi. Trên cái nội dung này 6 tháng cuối năm thì tiếp tục đẩy nhanh để làm sao ta được phê duyệt cái quy hoạch tỉnh tiếp.
Tiếp theo là vấn đề an ninh quốc phòng. Các đội thì chúng ta ở đây là các cái dự án về phòng thủ, khu phòng thủ của tỉnh, của huyện. Thì tỉnh thì đã đầu tư rồi. Thế còn tôi đề nghị các huyện ở đây thì cũng đồng chí cũng sớm 6 tháng cuối năm và đẩy nhanh các cái khu vực phòng thủ của huyện. Thế còn riêng an ninh quốc phòng thì công an, lực lượng công an thì tỉnh cũng đã phê duyệt đề án. Tức là công an chính quy tinh nhuệ hiện đại để làm sao đảm bảo giữ vững an ninh trật tự của nhân dân. Rồi trên cơ sở đó thì chúng ta có điều kiện để phát triển kinh tế xã hội. Trên đây là một số cái điểm mà tôi làm rõ thêm về kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Kính thưa toàn thể các đồng chí và các đại biểu, trong bối cảnh tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng đến doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh cùng với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, Ủy ban nhân tỉnh đã chỉ đạo điều hành quyết liệt, hiệu quả, kịp thời, có trọng tâm trọng điểm. Theo đó, 6 tháng cuối năm, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục đề ra nhiều nhiệm vụ giải pháp để phù hợp trong các báo cáo đã trình tại kỳ họp. Đề nghị các cấp các ngành, các ông bà đại biểu quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả. Tôi chỉ xin lưu ý một số nội dung trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt quy định của pháp luật trong việc quản lý sử dụng đất đai, thực hiện tốt chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng và xác định lợi ích quốc gia, lợi ích doanh nghiệp và lợi ích của nhân dân phải hài hòa trên phương châm là tất cả vì lợi ích quốc gia. Muốn làm tốt được thì chính quyền, các đoàn thể và nhân dân phải vào cuộc tích cực, kiên trì vận động, có hình thức vận động phong phú, phù hợp. Bên cạnh đó, chúng ta phải làm tốt công tác quản lý, xác định nguồn gốc đất đai rõ ràng, đề xuất cơ chế hỗ trợ, bồi thường thỏa đáng để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Các đại biểu tham dự kỳ họp đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý cao 19 nghị quyết trình tại kỳ họp. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toàn khẳng định sau 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 14, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Hội đồng Nhân dân tỉnh đã dành thời gian tập trung thảo luận, xem xét 32 báo cáo, tờ trình và thông qua 19 nghị quyết trên các lĩnh vực, trong đó có nghị quyết chung về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2023 và nghị quyết về kết quả giám sát về thực hiện của chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện kế hoạch số 88 ngày 5 tháng 2 năm 2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện nghị quyết số 18 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Trong các phiên thảo luận tại tổ và tại hội trường, các đại biểu đã có nhiều lượt ý kiến phát biểu với tinh thần trách nhiệm cao, tranh luận thẳng thắn, trao đổi góp ý, tham gia về báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, trình đại kỳ họp. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, sôi nổi, thu hút được sự quan tâm của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, các ngành đã thể hiện tinh thần nghiêm túc, nắm chắc tình hình, trả lời thẳng thắn, trách nhiệm, đưa ra các giải pháp cơ bản thiết thực để khắc phục những hạn chế bất cập trong công tác chỉ đạo điều hành và nâng cao hiệu quả hiệu lực trong quản lý các lĩnh vực phụ trách. Kỳ họp đã được nghe ông Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu tiếp thu, làm rõ thêm những nội dung, những vấn đề mà cử tri và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh, để thực hiện tốt các nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, tôi đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành địa phương và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khẩn trương tập trung rà soát, bổ sung những giải pháp thiết thực, cụ thể phù hợp với điều kiện từng địa phương, cơ quan đơn vị để tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 đã đề ra, đồng thời thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau. Thứ nhất là đề nghị Ủy ban tỉnh tập trung chỉ đạo cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình, đề án của Trung ương, của Tỉnh ủy và khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống. Tập trung vào những nhiệm vụ giải pháp về thực hiện chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội, đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.
tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng thu ngân sách, phát triển sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội, tích cực chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề gây bức xúc kéo dài trong nhân dân. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương để sớm hoàn thành phê duyệt quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong năm 2023. Sớm ban hành kế hoạch sử dụng đất tỉnh thời kỳ 2021-2025 làm cơ sở để triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh theo tinh thần nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19 của tỉnh đã đề ra. Khai thác tốt các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước, quyết liệt trong công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, đẩy mạnh công tác kiểm tra thuế tại địa bàn, nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra kiểm tra thuế tại doanh nghiệp, thường xuyên theo dõi cân đối ngân sách, đảm bảo kinh phí phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là các chính sách an sinh xã hội, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, v.v. Tổ chức điều hành chi ngân sách nhà nước theo nguyên tắc chặt chẽ, đảm bảo tiết kiệm chi thường xuyên, chủ động sử dụng nguồn dự phòng ngân sách các cấp để xử lý các nhiệm vụ cấp bách phát sinh, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư theo hướng công khai, minh bạch, bình đẳng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và các nhà đầu tư doanh nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp phát triển theo hướng bền vững, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, tập trung giải quyết các vướng mắc và thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính gắn với đề cao trách nhiệm cán bộ công chức và người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ, thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí, làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời đơn thư của công dân và những ý kiến kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân. Cùng với phát triển kinh tế phải chú trọng phát triển văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống cho nhân dân, nhất là người nghèo, người yếu thế. Thứ hai là trong thời gian qua, được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong toàn tỉnh, tỉnh ta đã thực hiện và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án hạ tầng trọng điểm của tỉnh. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, tạo sức lan tỏa, vận động đoàn viên, hội viên, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân đồng thuận thực hiện tốt hơn nữa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Thứ ba là thường trực Hội đồng tỉnh, các ban của Hội đồng nhân tỉnh và các tổ đại biểu Hội đồng tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng nhân tỉnh tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm cho việc thực hiện chức năng giám sát việc chấp hành pháp luật và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân tỉnh đã thông qua tại kỳ họp, trong đó quan tâm giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, tiếp tục liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh kịp thời những ý kiến kiến nghị của cử tri. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.